Rồi, hello anh em, hôm nay là clip ngày 6 tháng 4 đúng không? Nay ngày 6, ngày 7 tháng 4 đó rồi. Thì mình sẽ báo giá cho anh em một số xe mô tô ở bên shop mình. Đợt này là về xe một số xe là giá rất ok nha anh em nha. Cái đầu tiên em quay toàn cảnh cho anh em thấy một cái con đây, 200 phân khối xe lướt luôn mà chỉ có 46 triệu thôi nha anh em. Đó, xe mới tinh luôn, vỏ còn chỉ nè em quay nè. Vỏ mới luôn nha, xe lướt luôn nha. Đó. Rồi, quay qua đây cho anh em xem. Đây, odo là đồng hồ rất là đẹp. Cái này là GBS Demon 200 nha, xe Thái nha anh em. Giá hợp lý, chơi trải nghiệm rồi, cũng đỡ lỗ cho anh em. Odo là 4.000 cây. 4.000 cây, đồng hồ rất là đẹp, xi nhan nè anh em. Đó, xi nhan nè, đẹp không? Đó, quay góc nghiêng qua cho anh em thấy cái xi nhan đang... Đó, rất là đẹp. Đẹp không? Thấy chưa? Tuyệt vời. Xe thì xe lướt thì không có gì để bàn nha anh em. Bảo hành cho anh em luôn nha anh em nha. Bên mình là bảo hành luôn cho anh em luôn, khỏi cần hãng gì hết. Nên em cứ yên tâm mà chơi. Xi nhan nè, trái nè, phải nè. Đó, nhìn nó rất là ngầu. Con này gọi là con cá la giữa con cá la hán với lại con cá lao kính á, hồi đó người ta hay bỏ chung cái hồ á anh em. Thì bây giờ để là con có lao hán nha anh em. Lao hán. Rồi. Vậy nha anh em. 200 phân khối chạy ok đã luôn nha anh em. Đó, xe mượt, quay hết chiếc xe cho anh em xem. 200cc nha anh em. Xe này máy 6 chạy Vivo luôn nha. Rồi, anh em coi chưa? 200 phân khối rồi nha, 46 triệu rồi nha anh em. Biển số thành phố Hồ Chí Minh nha, chứ không phải xe tỉnh nha anh em. Rồi, tiếp theo là em Ninja 400. Sẵn mình để đây để cho anh em so sánh ngoại hình giữa CBR 250 Ninja 400. Thì 400 nó bự hơn, to hơn rồi. Thì 250 này đã có khách cọc rồi nha anh em, mình không có bán nữa. Rồi, Ninja 400. Con này thì cực kỳ nhiều đồ chơi luôn anh em. Thứ nhất là cho anh em cặp kính nè, rất là đẹp. Và thứ hai, xe này lướt. Cặp vỏ con này chủ lên tới 8 triệu rưỡi nha. Cái cặp vỏ con này nè, đó, giống như cặp vỏ con CB650R của mình luôn. Bữa mình mua là 8 triệu rưỡi, 9 triệu anh em. Đó, thì cái con này chuẩn bị mình bán nguyên xe hoặc là rã đồ món bán. Ví dụ bán luôn, bán xe zin á, xe này để chân thôi. Bán xe zin là mình bán 195 xe zin hết. Còn bán luôn đồ chơi là 260 nha anh em. Đó, thì đồ chơi nó rất là nhiều. Để giờ bữa mình có clip mình quay riêng cho anh em một con này. Đồ chơi nó là hơn 100 mấy chục triệu luôn. Rồi, thì qua nói lại con này đi. Con CB của mình thì là biển số Sài Gòn nha anh em. Rồi, con này cũng biển số Sài Gòn luôn. Đây là Ninja 400. Cái kính gió nè, hình như kính này là 1 triệu mấy nè. Ốp chân gương nè. Cặp ruột, cặp vỏ Michelin nè, 8 triệu mấy nè. Rồi, có xe có chống đổ nè ha, xe đúng 10.000 cây. Anh em coi xe bánh trước nè anh em, đẹp cực kỳ luôn. Em quay vô cái dĩ nè. Xe lướt có đúng là máy xe lướt nè ha. Đẹp cực kỳ luôn, cốt bánh trước đồ này nọ nè, dĩ nè. Mượt mà luôn anh em, không có tì vết luôn anh em. Đó, còn đây trên xe là được dán full keo trong nha anh em. Dán full keo trong còn rất là mới nha anh em. Anh em về lột ra là nó như xe thùng luôn. Cái này là đây đã dán keo trong rồi nha anh em. Bọc hết nguyên con là xe không có chạy xước vậy luôn cho anh em khỏi yên tâm ha. Rồi cái nữa nè, người ta lên kính gù nè ha. Bảo vệ tay thắng nè, em cứ quay ra đây. Bảo vệ tay thắng nè, thấy cái bảo vệ tay thắng chưa? Đó, quay từ từ cho anh em xem. Rồi, cái đuôi này rất là đẹp nè, để mở cho anh em coi. Đuôi này lên đèn led rất là đẹp, đây đây. Nè. Đó, xi nhan cho anh em nè. Thấy không, thấy không? Biển số đúc gầm. Đuôi xi nhan nè, đẹp không? Ta lên led nè, đó, đích hợp vô đây luôn. Nhìn rất là ngầu luôn. Rồi em qua đây em quay cái bô luôn nè. Lên full set bô nè. Xe bô zin còn nha anh em. Rồi cho anh em nghe tiếng bô nè ha. Đó. Nguyên set bô Yoshimura. Mượt luôn anh em, mới luôn anh em. Nói chung là xe này còn can lắm. Xe này 10.000 cây, chỉ có 107 triệu thôi nha anh em. Là nguyên đồ chơi, đồ zin rồi luôn đó nha anh em. Rồi, xong. Tiếp theo, cái vỏ này là vỏ to hơn luôn á nha anh em à. Cái lớp này là lớp Michelin to hơn luôn. Đẹp lắm, nhìn con xe Ninja 4 nó ngầu lắm. Rồi, tiếp theo là em GBX mà mini này, dành cho mấy anh em tập đi nè. Xe này xe lướt có mấy trăm cây thôi, là 32 triệu nha anh em nha.
Rồi xe này lướt mấy trăm cây, đi tập đi sướng lắm, đi lại trong phố thì khỏi bàn. Rồi thì bỏ con này, mình qua con này nè. Đây là một cái con xe cũng là hot ngày hôm nay luôn, Z650. Tại con này á, người quen bên mình chơi bán rẻ nên bây giờ bán anh em rẻ. Bây giờ cầm 101 triệu anh em chả mua được con nào 650 phân khối hết. Con này 650 phân khối, odo là 9.000 mai, là khoảng 8.000 mấy mai, là khoảng 15.000 km đó nha anh em. Xe này có rất là nhiều đồ chơi, nói chung xe mọi thứ còn mới luôn anh em. Dĩ sướng rồi, không có dĩ rồi, không có sọc hay là gì hết, có chống độ bảo vệ các nước. Móc ở đây móc được cái ly trà sữa nè, đúng là nó kịch bay, tiện lợi có đổi móc trà sữa. Rồi gương gù nè, cái đèn chợ sáng này, đèn reel nha anh em, đèn reel hình như là 2 triệu mấy gì đó, để cho anh em nghe tiếng bô. Xe này có bô đổ đút gầm luôn, qua đây rồi sẽ thấy cái bô đổ đút gầm nè. Cái này người quen mình để rẻ lại nên mình để rẻ cho anh em luôn, đồ bổ gầm. Rồi đề máy cho anh em nghe nè. Rồi qua đây quay cái chợ sáng cho anh em nghe. À, sáng ra kia luôn, anh quay ra kia, quay ra thấy cái chợ sáng, quay ra thấy sáng không đó. Đó rất là sáng luôn, đèn này là bao êm luôn nha, cực sáng đã lắm. 650 phân khối, 101 triệu. Bây giờ cầm 101 mua chi Z400, Z đồ, mua cái lên 650. Và anh em mà nói con này hao xăng nó không luôn nha anh em, thậm chí nó hao ít nhớt hơn những dòng Z300 và Ninja 300 luôn. Nó chỉ có 1 lít 6 nhớt thôi, nếu như không thay lọc 1 lít 6 nhớt và tiết kiệm nhiên liệu như một con 400-300 luôn nha anh em. Thì dạy gì không chơi con này, mà hiện tại mình bán là giá tốt nữa. Rồi đây là CB650R, xe này mới luôn, lướt 4.000 cây đó. Xe này như xe thùng đó, những con xe lướt anh em săn về có chợ sáng đầy đủ hết hôm nay. Rồi con này là 19X. Rồi đây là R3 này lướt 2.000 cây nè, xe mới luôn nè, lướt 2.000 cây, Ninja 400 full đồ. Rồi anh em cần nào thì còn con này là cho anh em thuê chạy nè, đó làm riêng một con riêng biệt thuê chạy trải nghiệm. CBR250 úp full 500R nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là ngầu hàm hố, anh em thuê chụp hình rồi thuê chạy trải nghiệm rồi ok luôn. Từ 5 đến 700 ngàn ngày nha anh em nha. Anh em thuê lâu ngày thì sẽ giảm xuống 400. Đó rồi ok anh em. Đó đó là những cái mẫu xe, còn này là xe CB cổ khách CB300 cổ khách gửi lại bảo trì. Đó anh em gửi lại bảo trì là mình cực kỳ kỹ luôn nha, nên anh em cứ yên tâm. Đó rồi quay đi ngược về lại ra kia, em đi ngược về cứ quay máy. Đúng rồi đó. Rồi đó là những xe đó, CBR650 nè, Z600 này đáng chơi luôn nha anh em, nó rẻ tiết kiệm bền y như một con 300 thôi. Rồi con này tập chạy ngon nè, 150 nè, Ninja 4 nè, CB, hai con CB này đều có bán nè. CB này cực lướt nha em, này là 5.000 cây không vết chạy luôn, đồ chơi full luôn. Anh em lấy xe zin là mình để anh em 2 lấy 5 thôi, anh lấy đồ chơi cộng thêm. Còn em này là anh em lấy xe zin là 195 đúng không anh em, 195. Còn anh em lấy đồ chơi là mình sẽ bán 260. Tại con này mình lên mấy 100 mấy chục triệu đồ chơi, cái set bô Yoshimura đúc gầm ở dưới là 30 triệu rồi. Rồi đuôi một zin mà tơ 09 nữa, rồi tay thắng tay con, rồi bình dầu, rồi heo Rambo. Cái dèm heo Rambo là anh em thấy là cũng đã dữ dằn rồi. Heo Rambo mình lên hình như mình nhớ được đó, mình lên khoảng 30 mấy triệu nguyên full bộ. Để bữa nào mình quay clip riêng cho anh em. Đó. Rồi ok anh em ha. Rồi anh em nào có mua xe thì cứ hú mình. Đây con này cũng đáng chơi luôn, Sport Bike 200 phân khối mà 46 triệu. Dạy gì mà đi mua R15 anh em, đúng không? Mà xe lướt nữa, 4.000 cây. Xe này bao anh em hết lướt luôn. Đó. Còn Ninja 4 cũng đáng chơi, Sport Z650 cũng đáng chơi. Rồi anh em nào cứ cần cái nào thì cứ alo liên hệ cho Minh Biker ha anh em ha. Đó rồi có gì cứ alo liên hệ cho mình. Z650 là cũng biển Sài Gòn luôn nha anh em, bạn mình đứng tên luôn á, bạn mình chơi chúng mình luôn đứng tên luôn. Rồi ok anh em ha, chúc anh em ngày làm việc thiệt là vui vẻ. Bữa nay là ngày mấy tháng 4 đó? 7 tháng 4, đúng rồi, ngày 7 tháng 4. Clip này là clip ngày 7 tháng 4 nha anh em, anh em coi nhớ coi ngày nha. Tại vì vậy sao bữa nay tôi báo ngày cho anh em, tại bởi vì mấy bữa anh em lấy clip đâu, 2 năm trước anh em hỏi còn xe không, chết luôn rồi. Clip 2 năm trước hỏi còn xe không, chết luôn. Rồi bữa nay là ngày 7 tháng 4 năm 2023 nha anh em. Và anh em nào á mà muốn qua chơi giao lưu với mình á thì cứ qua anh em, đừng có ngại nha. Qua đây giao lưu thay nhớt đồ, bên mình những dòng nhớt cực kỳ tốt luôn anh em, nên anh em cứ yên tâm. Đây cái tủ nhớt của mình còn ở trên lầu nữa.
những cái dọc nhớt cực kỳ tốt luôn. Cho nên anh em cứ yên tâm, xe nhỏ xe lớn đều được. Ví dụ mà anh em chỉ có xe nhỏ thôi, qua không thì anh em ngại đúng không, qua anh em rửa xe hoặc là anh em qua thay một cái bình nhớt, rồi anh em có thể mua vào anh em tham khảo. Ví dụ anh em đang đi WinX nhưng mà anh em nghĩ tới cái Ninja 4, hoặc là qua đây ngồi chơi nói chuyện tầm phào nói chuyện với mình, ok nha. Tại có nhiều anh em ngại không dám qua, thì đó mình làm cái này để anh em qua đồ chơi. Bên mình rửa xe rất là chuyên nghiệp nha anh em cứ yên tâm, đừng có sợ gì hết á. Anh em nào đã qua bên mình rửa xe là biết bên mình rửa cực kỳ kỹ luôn, cực kỳ khó tính, cực kỳ kỹ. Rồi còn anh em muốn thay nhớt thì mình sẽ tư vấn anh em những dòng nhớt tốt nhất. Còn đó, rồi anh em vô tham khảo mấy mẫu xe và bên thu mua nhiều dòng xe về để cho anh em qua chiêm ngưỡng trưng bày. Rồi vậy nha, cảm ơn anh em rất là nhiều, chúc anh em nhiều sức khỏe nha.